có nơi nào như nước Việt Nam ta, vệt bằng máu cả ngàn chương sử đỏ. Khi giặc đến, vạn người con quyết tử cho một lần tổ quốc được sinh ra. Cuộc miền Nam trên mảnh đất chiến khu Đê Anh Hùng giàu truyền thống cách mạng, nơi từng là cơ quan chỉ huy cao nhất trên chiến trường miền Nam. Và chiến khu Đê ở đây là một mật danh để ngụy trang che mắt địch. Đê ở đây còn được hiểu là chiến khu đỏ, chiến khu đói, chiến khu đau, và là chiến khu đất quốc, chiến khu đầu tiên được thành lập ở miền Đông Nam Bộ. Đi suốt dọc chiều đài dài đất nước Việt Nam của chúng ta có hàng trăm hàng ngàn tượng đài, nhưng có lẽ duy nhất tại vùng đất chiến khu Đê này. Khi trở về đây, chúng ta nhìn thấy một bức tượng đài được xây lên, ý tưởng thì của người Đồng Nai, điêu khắc thì của người Huế, nhưng khởi công xây dựng lại là người Hà Nội. Bắc Trung Nam cùng hội tụ ở một tượng đài chiến sĩ giữa đại ngàn chiến khu Đê. Và khi xây dựng bức tượng đài này lên, không phải là để nhắc lại một quá khứ đau thương, mà đang nhắc lại một quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đi thật chậm, nói thật khẽ, và đừng hỏi tên ai còn, ai mất. Mấy nghìn người chỉ một tên chung, chỉ một tên hòa bình thống nhất, chỉ một tên bất khuất, công kiên. Khi bước chân về mảnh đất này, có nhiều người đã hỏi, có bao nhiêu người đã sống, bao nhiêu người đã chiến đấu và bao nhiêu người đã nằm lại tại mảnh đất này, thì đó là câu hỏi kể cả những nhân chứng sống lịch sử đều không trả lời được. Thông thường những nghĩa trang liệt sĩ mà chúng ta từng đi thì sẽ có hàng, có lối, có tên, có tuổi và có hài cốt. Còn nghĩa trang liệt sĩ tại vùng đất Mã Đà này thì không hàng, không lối, không tên, không tuổi và không hài cốt. Vậy hài cốt của các liệt sĩ hy sinh tại vùng đất này thì nằm ở đâu? Có thể đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái. Từng tấc đất ở đây đều có máu, có xương của hàng trăm hàng ngàn cán bộ chiến sĩ. Chỉ có điều khi trở về đây ngày hôm nay, chúng ta thấy một nghĩa trang xây lên chỉ vỏn vẹn 70 ngôi mộ. Con số 70 này là kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ vào năm 2017. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, những người hy sinh sau vội chôn người hy sinh trước. Không ai nghĩ rằng mình còn có cơ hội để quay trở lại tìm đồng đội. 70 ngôi mộ ở đây thì chỉ có 5 ngôi mộ có tên thôi, còn tất cả những ngôi mộ còn lại thì không tên. Nhưng khi trở về đây thì xin các anh, các chị đừng gọi các anh hùng liệt sĩ là liệt sĩ vô danh, bởi vì họ sinh ra đều có tên, có tuổi, được chọn ngày, chọn tháng. Tên của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào tên sông, tên núi, trở thành bất tử trong mỗi trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Và với nghĩa trang liệt sĩ được xây lên tại vùng đất Mã Đà này, xây lên nhưng được viết bằng máu, bằng nước mắt và bằng cả cuộc đời của biết bao thế hệ anh hùng. Khi mà mình tới đây và mình trước tiên là dân hoa dân hương thì mình đã cảm thấy là một cái không gian nó trang trọng. Thêm một phần thuyết minh từ chị thuyết minh viên thì mình thật sự xúc động khi mà được nghe những cái sự hy sinh công lao to lớn của các anh hùng nghĩa trang liệt sĩ đã hy sinh để giữ nước. Thì cảm giác là nó trầm xuống. Thì thực sự là có cái gì đó nó đau, cũng có tí đau nhói trong lòng về cái cảm giác là biết ơn và thấy cảm nhận được cái sự hy sinh của các cái anh hùng liệt sĩ rất là đáng để cho mình khâm phục và
qua đây thì cũng cảm thấy là càng tự hào hơn và sẽ cố gắng phát huy thêm được cái tinh thần kháng chiến, tinh thần phấn đấu của anh để xứng đáng là cái thế hệ tương lai của đất nước. Hàng bia dài lặng đau xót biết bao, man mác nhớ về một thời máu lửa, đất nước mảnh giàu các anh không còn nữa. Bước chân tôi chậm chậm chẳng buồn về, các anh ơi, nơi đây cũng là quê. Hãy yên nghỉ giữa thắm màu hoa lá, gió ngọt ngào hát ru anh ngủ, đậm nghĩa tình từ cách đủ muôn phương. Đến đây rồi chúng ta càng thầm thấy một điều: hòa bình không mua được bằng tiền, mà đánh đuổi bằng xương máu của một thế hệ người Việt Nam anh hùng. Và thế hệ trẻ của chúng ta khi trở về vào những ngày tháng 7, tháng tri ân như thế này, chúng ta lại có dịp lắng nhịp tim mình để yêu thêm cội nguồn.